kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Để nhanh tiến độ thi công dự hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Ba đồn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy hướng đến sự hài lòng của người bệnh Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 7 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình tiến độ thực hiện dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự án hệ thống đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 17,7 km, bao gồm một tuyến chính dài 3,7 km, ba tuyến kết nối dài hơn 10 km và bốn tuyến đường nội thi bổ sung dài 3,86 km. Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo triển khai thi công đồng loạt tám gói thầu xây lắp. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hới và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, toàn bộ phần xây lắp đã thực hiện và hoàn thành 310 trên 540 tỷ đồng giá trị giải ngân đạt gần 457 trên 810 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng, việc thi công nút giao thông tuyến chính với quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Đông Hới và phương án điều chỉnh một số hạng mục của dự án còn gặp một số khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, tại buổi làm việc, đại diện Sở Giao thông Vận tải và các ngành, đơn vị địa phương liên quan đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án chiều qua ngày 6 tháng 8, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay thị xã Ba Đồn đã đạt được 177 tiêu chí, bình quân đạt 17,7 tiêu chí trên mỗi xã. Các bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới như quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, 100% xã phường đều đạt chuẩn. Trong 10 năm qua, trên địa bàn đã huy động xây dựng được 240 căn nhà đã đơn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 190 con bò giống lai sinh sản cho hộ nghèo với số tiền gần 3 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã phường trên địa bàn. Năm 2020, thị xã Ba Đôn phấn đấu có 8 đến 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đôn chỉ đạo cả xã phường trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lê Thủy vừa đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Năm 2019, huyện Lê Thủy vận đấu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 1 đến 2 khu dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% và thu nhập bình quân ở nông thôn đạt trên 38 triệu đồng một người một năm. Để giúp cả xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các tổ chỉ đạo, các phòng ban chuyên môn nắm tình hình thực hiện, thống nhất thời gian hoàn thành tiêu chí, khả năng về đích nông thôn mới, khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thẩm tra công trình để triển khai đồng thời giúp ủy ban nhân dân các xã ra soát lại tiêu chí chưa đạt nhằm có kế hoạch hoàn thiện sớm ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các xã thực hiện xây dựng kịp thời một số hạng mục công trình Đối với ba xã phấn đấu về đích trong năm nay, gồm Văn Thủy, Hương Thủy và Ngư Thủy Nam, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lê Thủy yêu cầu tập trung rà soát lại các tiêu chí đã đạt để xác định mức độ đạt được của tiêu chí. Từ đó có kế hoạch lộ trình, giải pháp củng cố và giữ vững các tiêu chí. Mặt khác, các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, phương tiện thi công công trình để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Thực hiện chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2018-2020 OCOP. Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, địa phương hướng dẫn tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân triển khai các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của chương trình. Theo đó, huyện Quảng Trạch đã tạo điều kiện khuyến khích 3 đơn vị hợp tác xã nông sản Trường Thủy Quảng Trường, hợp tác xã sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương và hợp tác xã làng nghề bánh mè sát Tân An Quảng Thanh nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, để công nhận đạt tiêu chuẩn của chương trình OCOP trong năm 2019. Ngoài ra, huyện Quảng Trạch cũng đang tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai các giải pháp, nâng cấp, xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phần đầu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm đạt tiêu chuẩn của chương trình OCOP. Huyện Quảng Trạch khuyến khích các địa phương phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo thể mạnh của huyện, ưu tiên phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất các sản phẩm truyền thống có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong thời gian tới, huyện Bộ Trạch sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ đồng trong xây dựng cơ bản. Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện Bộ Trạch có 222 công trình nợ đồng xây dựng cơ bản với tổng số tiền gần 72 tỷ đồng. Trong đó, nợ đồng thuộc ngân sách của các xã là hơn 59 tỷ đồng. Năm 2019, huyện Bộ Trạch sẽ bổ trí 40 tỷ đồng để ưu tiên xử lý số tiền nợ đồng thuộc ngân sách huyện, bảo đảm nguyên tắc bổ trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành chuyển tiếp trước khi bố trí vốn khởi công xây dựng mới. Chủ động ra soát, khai thác quỹ đất hợp lý nhằm tạo nguồn thu để trả các khoản nợ đồng xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các đơn vị địa phương không thực hiện bố trí thanh toán các khoản nợ đồng xây dựng cơ bản theo quy định của luật đầu tư công. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đồng thời trao 77 xuất quà cho nạn nhân gia cam đặc biệt khó khăn bệnh viện đa khoa lệ thủy Cường đến Sư Hai Long của người bệnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố củ quốc phòng an ninh thời gian qua đoàn kinh tế quốc phòng 79 binh đoàn 15 đã thực hiện dự án xây dựng khu kinh tế quốc phòng và phát triển cây cao su trên địa bàn chiến lược tây nam tỉnh quảng bình mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng đảng ủy ban chỉ huy đoàn kinh tế quốc phòng 79 đã chỉ đạo các đơn vị đổi sản xuất thực hiện có hiệu quả dự án trong cao su Hiện nay, đơn vị đang chăm sóc cao su kiện thiết cơ bản với diện tích trên 1.025 ha, giải quyết việc làm cho 250 lao động tại địa phương. Trong đó có 48 lao động là đồng bào bờ ru Vân Kiều. Thu nhập bình quân đồng người đạt gần 5 triệu đồng một người một tháng. Qua đó, đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng vững chắc thể trần lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nam Quảng Bình. Hội nạn nhân chất độc da cam đưa xuyên thành phố Đồng Hới vừa đi thăm tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện Minh Hòa và Bù Trạch. 77 xuất quà với trị giá gần 450 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà đã được trao cho các gia đình có từ 3 đến 5 nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, hội nạn nhân chất độc da cam thành phố 55 Suất, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Hưng Khang ở phường Hải Thanh 10 Suất. Hội nạn nhân chất độc da cam và gia đình ông Nguyễn Thành Nam, Vương Hải Đinh 12 suất. Trong dịp kỷ niệm 58 năm ngày thảm hòa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2019, cùng với hoạt động trao quà cho các hội viên đặc biệt khó khăn ở các huyện trong tỉnh, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đông Hới đã trao 94 suất quà nâng bước đến trường, trị giá mỗi suất 600.000 đồng cho các học sinh là con của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đông Hới. Thưa quý vị và các bạn, xác định đổi mới phong cách thải độ phục vụ của cán bộ y tế hưởng tới sự hài lòng của người bệnh là nhiệm vụ trọng tâm bệnh viện đa khoa lệ thủy đã không ngừng cải cách nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân thời gian gần đây bệnh viện đa khoa lệ thủy luôn trong tình trạng quả tải về lưu lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và thực hiện tốt chỉ tiêu sở y tế giao cho đơn vị, bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp cải tiến chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh bên cạnh chỉ đạo tăng cường điều trị ngoại trú để giảm số người bệnh nội trú. Bệnh viện Đa khoa Lê Thủy đã sắp xếp bố trí lại cán bộ, thực hiện nghiêm túc về y đức và cả quy chế chuyên môn. Đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện có tác phong thân thiện, dễ gần, khám bệnh và hướng dẫn chi tiết về cách phòng và điều trị bệnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bác sĩ y sĩ là nọ rất là nhẹ nhàng mà luôn luôn là vô về có đồng viên bệnh nhân hết sức vật chất đầy đủ về xin môi trường là quang đảng sạch sẽ với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, bệnh viện đa khoa lệ thủy đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh như siêu âm tim, sạch nghiệm miễn dịch, hóa phạt quang và kỹ thuật mổ nội soi u sơ tiền liệt tuyến. Với việc tiếp nhân phát triển và ứng dụng thành công các kỹ thuật mới này, Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy đã giúp bệnh nhân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ tuyển đầu, đem lại niềm tin cho nhân dân và người bệnh. Hiện nay số lượng bệnh nhân mà chuyển tuyển trên rất là nhiều, đặc biệt là bệnh nhân mà chuyển vượt làm vượt quỹ bảo hiểm y tế. À, chúng tôi là thực hiện những kỹ thuật mới kỹ thuật cao này để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân tại bệnh viện làm cho bệnh nhân được hưởng những cái dịch vụ tốt tại bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến Từ việc khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị mới trong khám và điều trị kết hợp với nâng cao hiệu quả chăm sóc, phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Lê Thủy đã có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một địa chỉ tinh kỳ để người dân trên địa bàn yên tâm đến khám và điều trị bệnh.